anh thanh niên hôm nay đã ngon nghẹt 30 rồi. Sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời. Đăng cái status bình thường cũng phải gần 1.000 like. Anh thanh niên hôm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Chỉ là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi.